Thanh Tùng sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn một món kẹo kéo. Đầu tiên đổ đường vô, bị đường nó nửa tí. Thêm vô pha chén nước. Đổ vô cái pha chén nước cho nó vừa toan cái đường. Và dẫn nước được rồi. Trước khi phải chuẩn bị một trái chanh, trái chanh mình xét ra cái vớt vô cái chén, vậy là cái nước đập rồi nó tới rồi bỏ vô cho nó khuấy cái lợi cốt. Chanh mình vớt rồi mình nhớ lấy hết mấy cái hột rồi. Thời gian mà nó sâu chắc khoảng nửa tiếng thì nó tới. Vậy thì nó chắc cũng có nửa tiếng rồi nó mới kia được. Trước khi chờ đợi cái nồi cái son kề kế này nó tới thì mình phải chuẩn bị một cái son quẹt, một cái thau mình xoa sáng dầu đây cho nó trơn, sau này khi mình đổ vô rồi nó khỏi dính. Cái này cái thau đây mình cũng đã xoa vào con này hết rồi, giờ phụng mà. Này thông thường họ chuyên gia họ lộn là chỉ
là cả lấy cái đũa họ coi giờ là nó có độ dẻ của nó tới là họ biết. Còn ví dụ như những người mà họ làm chưa kinh nghiệm hay là này thì họ thì mình có một cái chén nước này. Nhỏ thử vô thử, đó, nhỏ vô mà khi mà những cái giọt mà của cái kẹo mà nó rớt xuống mà nó kè lại cứng là mùi tốt. Mùi tái thì còn là chưa chưa cứng là nó chưa tái được, còn dẻ. Cỡ này chắc cũng gần được rồi này. Rồi như vậy là tới rồi đó. Thì nó tới rồi thì mình đổ cái chanh nó vô. Đầu tép cái gừa. Rồi nó tới rồi mình đổ ra. Đổ ra cái thau. Năm qua
do muỗi lao đi nhờ có nước thì không có nước nào cạn luôn. Năng quá, năng quá. Đường nó ăn vô ấy. Thông thường là họ đá cả vô cái trụ á. Lấy rồi cái quấn vô cái trụ, còn mình để mình quét làm thời gian nó tráng. Bụi chưa? Bụi. Còn hơi nắng. Lấy cái gúa này. Cái hồi bị dừa. Rồi trời đợi nè. Năng quá, năng quá. Hồi kia nó có, họ có cây, họ đá vô cái trụ ấy. Quất. Họ quấn nó kìa bọc đỡ lắm.
khoai khoai bảo đậu vô xe chưa mà còn nán quá. Vậy em thôi bóng vào lại đi. Ok, đáng vô trụ có hơi cay, cầm hơi vô hơi ta nè. Đó làm chuyên nghiệp đi bón. Điên rồi thì em. Không đáng gì. Năm quá, năm quá. Lên chứ. Đâu lên. Lên nào đây. Phòng nào thì đây là phòng gì? Năng qua năng qua. Sao gỡ được phẩm vô tấm lại thường thường là cái đầu tiên nó không có đậu này. Đâu thằng mắm.